Đây là Long Phú Lộc, hiện tại mình là 18 tuổi. Mình chọn trường có tên về chuyên nhà. Mình là Quang Trình Liên Xuyên. Khi em đã được chọn một trường, đại học của mình á, thì em có tìm hiểu về trường chưa? Tại sao lại được chọn trường chuyên nhà? Dĩ nhiên mình muốn đi du học, mình phải tìm hiểu về môi trường bên bển luôn. Thì theo mình biết là mình chọn ngành cơ khí. Mình thấy tại vì công nghệ ở bên Mỹ rất là tốt nên mình cứ thế mà chọn thôi. Khi em lựa chọn Mỹ thì em muốn là sẽ có cần có visa cũng muốn Mỹ đúng không? Thì muốn đi sang Mỹ nhưng mà được khó. Thì trước khi em đi phỏng vấn thì em đã lựa chọn đi bên Đại Dương. Thì bên Đại Dương đã có sự hỗ trợ gì cho em chưa? Thì Đại Dương thì hỗ trợ từ có thể gọi là từ đầu đến từ A đến Z luôn. Thì đến cái việc hỗ trợ hồ sơ thì có thể là rất tốt rồi, còn cái việc giúp học sinh học tập và những gì những câu hỏi ấy, thì có bên Đại Dương cũng hỗ trợ rất là nhiều. Ngọc ơi, cảm giác của em trước khi mà em đi phỏng vấn á, và sau khi em phỏng vấn rồi em cảm thấy như thế nào? Có thể nói là mình thì đã có phỏng vấn một lần rồi, cảm giác rất là buồn, có thể nói rất là buồn, không ăn không ngủ được luôn. Nhưng cái lần sau của mình thì mình đã thay đổi, mình rút kinh nghiệm, mình thấy tự tin hơn về vấn đề mình có học thức như thế nào. Hai của mình đã thế là đã đậu rồi, nói chung là chỉ cần gửi tên là được rồi. Các bạn ơi, đây là một chia sẻ rất là tốt từ các bạn Ngọc, thì mong rằng các bạn cũng sẽ có một cái niềm tự tin nào đó giống như bạn Ngọc để cũng có thêm cho mình để mình tự tin hơn khi mình đi phỏng vấn tại lãnh sự quán của mình tại Việt Nam. Tên Đại Dương xin chúc bạn Ngọc sẽ có những trải nghiệm mới, thành công mới tại đất nước Mỹ. Và Lộc ơi, mong rằng sau này khi em về Việt Nam, em có thể qua lại tên Đại Dương để chia sẻ thêm cho các bạn những kinh nghiệm mới tại đất nước Mỹ luôn không? Tuy nhiên rồi. Cảm ơn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.